Hiền rửa mặt ạ. Đang suy nghĩ. Không có phóng to nha. Để bình thường. Tầm 2 phút là được rồi, 2 phút hơn là được. Kinh nó bị lạc mắt hôm trước ngoài 50 người vấn đề bị tục bị máy bị ái cái bị mắt luôn nhưng trừ để thử lại Sukana kia mà thôi nó không tiếc vì cái nó mình mất thời gian lại xíu thôi chứ không có chị với lại cái 2 phút ấy không phải chờ nó mắt này là cháy luôn. Nhưng mà cái nó nhiều 50 3 4 ngày là xong 2 ngày 3 ngày là có rồi hết mình đâu mà gần hết là biết ba cái video rồi. Chuẩn bị quấy thấy đập chân rồi đó mụn này đau 6 giờ rồi. Kiểm tra tới nó cũng có nhiều cũng khó gì không trời à, xong bên đó thì kiểm tra bên đây cho chị nó coi thử mụn chi hả thầy sợ chờ lắm 2 phút rồi đó à? Hả? Ừ. 2 phút chưa đi. 3 phút. À. Thế chắc nó qua được 3 phút. Cho mình nói chuyện nhanh mình không biết được. Nhà nó gần hết á, bóc đi là dễ đấy này. Chị đang làm không? Một thời huy hoàng không? Muốn lên vào đây là em quay nửa chị quay nữa. Chị không nhớ. Chị nhớ. Bà hay cho mấy đứa học viên làm. À, cái bà bị mụn. Nhớ cái không? Chị như mụn kiến mà quá trời. Ừ. Đó đó đó. Đúng rồi đó. Đâu đâu, là người mà. Bên đây còn mụn không? Mà nặng một khi nặng mà. Bà mô. Nhiều quá trời nhiều đó chị nè. Đây đó hả? Ừ. Em nhớ nha, chị nói thì em nhớ. Còn là đứa môi, bữa đứa môi mới cô là bà cho đấy nè. Em ra thí nghiệm. Nai hậu á, bữa chị cho nai hậu lấy á, bà cho lấy luôn mà. Nhiều lắm. Biết bao nhiêu người họ ra nghèo thành công rồi mà mặt nấy vẫn chưa thành công là lan. Trời ơi trời. Mà lâu nay không gái hả? Ừ.
cơ địa bà này rồi, mà cơ địa rồi. Mỗi lần thấy bà đăng tin là vô là like, tưng bừng để cho bà nhớ mình, bà có nhớ đâu. Chị Hà nặng quay cái, quay anh chị làm bên đây 5 phút nữa. Chị có mặt bên cạnh thì thôi để chị luôn, 5 phút nữa mới. Ừ. Bao nhiêu người thành công rồi mà mụn nó chưa thành công. Ta đang nhìn, ta đi làm hết rồi. Ít đúng không? Mụn vì mẫu à, chị cũng xong rồi đây. Chị qua chị làm cho em chữ 3 phút nữa. Đúng 3 phút. À cái mũi. Thì chị nó không quen đó, hay là mẹ em đi đến em tiền em cám em thấy ít cái thời điểm. Đi mấy tiếng rồi? 2 cho em đi tiếng. Nó giỡn chứ kệ để cho bà đi chứ. Khi nào thấy rảnh rảnh thì đi. Không làm ai thì qua kịp vậy. Ba cũng làm đi, làm đi. Chứ làm chứ sao nếu mệt đó. Lo đi là tốt. Cái chuyện còn sau nó làm bả giữ được cái răng. Để quên nhổ mất cái răng. Chắc bà cũng bị vị trí nó cũng nhổ gì. Bà này, nói như nói. Sau sau nhổ luôn rồi chứ không phải sau đơn giản sau sơ sơ nói như nói nói chung hạ nói đi. Mệt để vui thì nhổ à chứ chị hả. Không, thôi, đừng có hỏi. Làm đi. Mày Yên cũng biết nói rằng luôn. Mày Yên cũng không hiểu.